được mạnh mẽ anh cũng hiểu vậy mà tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình hai người chưa tiếp xúc anh mới thấy yên lòng bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ mỗi ngày em chẳng sống với yêu thương ngọt ngào hạnh phúc sau một hai phương mang lại cảm ơn vì ai đó đã mang đến anh đây trên trời điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái
trong cuộc đời này dẫu bao điều mang trái, đằng sau luôn có thứ mà anh dám tin.
cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu vậy mà. Tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Hai người chưa thức giấc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc sau một hai phương mong lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến anh đến tận đây. Điều mà em luôn yêu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi luôn tồn tại. Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái. Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái, đằng sau luôn có thứ mà anh dám yêu.
người này dẫu bao điều ngang trái, đằng sau lưng em vẫn là anh trai tôi. Dù thời gian mình đã rời khỏi tay anh rồi, chỉ là em chẳng thể nào hay biết đứng trước em phải vui bên người. Kể trong đôi môi anh mơ đôi mắt còn tình yêu cười. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến những tiếng cười, điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi luôn tồn tại trong cuộc đời này, dẫu bao điều mang theo chẳng sao mình không thể nào anh giấu. Có thể mỉm cười. Dẫu bao điều ngang trái, đằng sau lưng con cũng là anh trai tôi. Dù thời
làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu vậy mà. Tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Hai người chưa tiếp xúc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em chẳng sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc sau một hai người mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến anh những điều, điều mà em luôn yêu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái. Cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái, đằng sau luôn có thứ mà anh
Thank you.
cho tôi tiếp đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu vậy mà. Tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Hai người chưa thức giấc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc sau một hai tương lai. Cảm ơn vì ai đó. Có thể mỉm cười.